Dạ em xin chào tất cả các bác, các anh chị em những người đam mê xe đạp, yêu thích bộ môn đạp xe đạp cũng như những ai đang muốn tìm và mua cho mình một chiếc xe đạp thể thao ưng ý, phù hợp với bản thân. Quan trọng nhất vẫn là chiếc xe đó phải còn thật sự là chất lượng, phù hợp với túi tiền và kinh tế của mình bỏ ra các bác nhé. Hôm nay em xin phép em lên một chiếc xe đạp thể thao địa hình MTB. Tên xe cũng như là thương hiệu tên xe là XDS, mã của nó là Jomanke 500 Plus các bác nhá. Bản Jomanke 500 Plus của chiếc này là model là đời mới nhất các bác nhá. Model của nó là model 2021 rồi. Nó là gần như là đời mới nhất rồi các bác ạ. À. Đó. À, giá mới nhá, ở các shop ở Việt Nam mình đang bán các shop đại lý được ủy quyền của XDS hoặc những cái shop uy tín ấy đang bán chiếc xe này chính hãng là 18 triệu 500 nghìn đó các bác uh, cũng đã sử dụng những cái hãng của XDS này rồi hoặc các bác cũng đã đi tìm hiểu hoặc các bác là không uh, tin các bác có thể lên Google đánh chữ XDS Zomanke 500 Plus là các bác biết luôn giá mới ở trên thị trường đang bán là 18 triệu 500 nghìn các bác nhá đó còn uh, chiếc xe này của em là xe em nhập lướt lướt là sao là đã qua sử dụng nhưng còn rất mới chất lượng rất là tuyệt vời đó đây em sẽ xin phép em nói qua chi tiết cấu hình của cái chiếc xe trên cái video cho các bác hiểu thêm nhé xe được trang bị nguyên bản theo xe cặp phanh đĩa dầu thủy lực nhé cực kỳ là cao cấp nó là Grammy Techo mã của nó là mã Grammy các bác nhé ống dầu đứng này ống dầu đứng đó bóp rất nhẹ rất bền và an toàn chỉ dùng một ngón thôi các bác nhé đó cực kỳ chất lượng riêng cái cặp phanh đĩa dầu thủy lực Grammy này tay bấm đề cao cấp của Nhật các bác nhé Shimalo SLX mã của nó là M7000 M7000 là mã đời mới rồi các bác ạ à. cực kỳ là cao cấp và chất lượng bền nữa Lip 11 đĩa 2 đó Lip 11 đĩa 2 này đang rất hot ở trên thị trường thật sự tại sao nó hot bởi vì nó có thể chiều được tất cả các loại cung đường các bác đi trèo đèo lội suối nói chung là đường đẹp và đường xấu nhất nó đều có tác dụng rất là tuyệt vời các bác nhé Tay lái này và pot tăng của Pata nhé Đó là chính hãng theo xe Đó đây tên uh, uh, chữ đều dập và in ở trên kể cả từ cái lắp chụp vặn pot tăng đây Kể cả từ tay lái đây các bác nhé Đây lắp chụp là một XDS này zin chính hãng bằng nhôm các bác nhé Siêu nhẹ siêu bền luôn Đó đây tay uh, đề bên uh, trái đây và tay phanh bên trái đây và tiếp đến cực kỳ quan trọng trên một chiếc xe MTB nữa là xe này được trang bị nguyên bản theo xe Là chiếc tụt hơi cực kỳ là cao cấp các bác nhé Đó tại sao em gọi nó là cao cấp Bởi vì chiếc tụt hơi của hãng này Nó là cái ti tụt này này Nó làm tất cả của nó là mạ đen hết đen bóng đó, nó không phải là là hiện ra ngoài là thép hay sắt gì Nếu nó là cái lớp mạ thép là sắt ấy Thì đi một thời gian Một thời gian đó thì chúng ta nước mưa bụi bẩn vào nó cọ sát thì nó có thể nó bị lên cái oxy hóa hoặc han gì Nhưng cái này thì tuyệt đối hạn chế được điều đó rất chi là tốt các bác nhá Đây cái ti thụt này em cho cổ tay em vào này Nó to gần như cổ tay em cơ Nó êm cực kỳ luôn Đó bên này là bên van bơm hơi và xì hơi Đó riêng cái thụt của hãng này nhá Là cái van của nó đây này các bác này Đây nó có lắp bảo vệ trong trong ở bên trên đây Đó còn đây bên này là khóa rô motor thông minh hành trình ở trên tay lái bấm ở trên tay lái đó các bác đi vào cung đường đẹp ấy đó nhiều các bác muốn đạp nhanh theo đoàn hoặc tăng tốc ấy không muốn mất lực thì tất nhiên rồi cái quán tính chúng ta đạp về phía trước tránh trường hợp chiếc thụt này nó bị nhún các bác nhá thì các bác khóa ấn cái nút này lại đó là kêu tạch một cái là cái thụt này nó sẽ không nhún nó cứng lại thì giúp cho xe của chúng ta rất là bon rất là trớn không bị mất tốc độ đó còn các bác đi vào những cái cung đường xấu ấy nó nhiều ổ gà nhiều đá sỏi tránh trường hợp nó sóc nó bị ê tay ê người ê mông thì bên này nó có cái nút khóa màu đỏ đấy ạ các bác ấn vào đây đó là thụt lại nhún rất chi là ê mái đó đây đây là cái doang ca, cái cái cao ca su không phải là doang mà đây là một cái vòng cao su hành trình đó nhiều các bác có thể chưa hiểu cái này nhưng đây là vòng cao su hành trình các bác vào một cái ổ gà nào hoặc là một cái hố nào nó nhún mạnh ấy thì các bác để cái răng cao su thấp xuống thế này này thì nó nhún lên cái thì răng cao su nó đẩy lên thì các bác biết luôn là cái độ nhún của cái hố đó là bao nhiêu đó đấy cái này là là cái tác dụng của nó là như thế các bác nhá cực kỳ là chất lượng riêng cái thụt này đó và may ơ các bác này cũng zin bản theo xe các bác nhá của bản XDS Romanke 500 Plus này là Mayer Lovatec Lovatec nhá Bằng nhôm Các bác biết này Cái mạ nhôm của nó vàng ống Bóng loáng nhảy cơ Xe em chưa rửa giấy gì đâu Riêng bên em nhá Nhưng các bác nhìn thì biết này cực kỳ chất lượng riêng cái may ơ này đây ổ của nó là bạc đạn các bác nhé bạc đạn hai bên này em quay cả hai bên cho các bác biết này đấy chụp bạc đạn luôn này chụp bánh bạc đạn nhé cực kỳ chớn và tiếp tục đến là cái người chủ cũ ở bên nước ngoài ấy người ta nâng cấp lên cặp đĩa cực kỳ chất lượng các bác ạ cặp đĩa này của nó là em nhìn đó đây là đĩa là nhìn chúng ta mắt đây là nó là titan các bác nhé nhưng mà theo như em đánh giá thì đây nó là em nghĩ nó là được mạ một lớp titan cực kỳ là dày có nghĩa là đĩa này rất chất lượng Đây em búng ngón tay vào nó đanh Nó cứng và nó bền cực kỳ luôn Riêng cặp đĩa này đây các bác nhìn cái viền đĩa biết này Cái đĩa này không rẻ đâu Riêng cặp đĩa phanh này của nó Cực kỳ là đắt đấy Em nghĩ là cực kỳ là đắt luôn Đó còn đây Cái lăn hoa của nó nhá Cái tâm lăn hoa nó là, là dẹt này Dẹt nhá các bác nhá là sẽ gió cực tốt luôn Đi nó sẽ sẽ tăng tốc chúng ta Nó rất là ok luôn Và vành nhá Đó đời này đời mới cao cấp rồi là có khuy khóa chân chống xé vành các bác nhá đó chống xé vành thì em đã giải thích nhiều rồi là mình đi vào những chỗ sóc ấy chỗ nhún rất mạnh thì lăn hoa nó sẽ rằng nó kéo cái vành này thì cái khuy để nó giữ được cái chân lăn hoa này nó hạn chế tối thiểu nhất cái trường hợp chúng ta bị rách vành xé vành đó cái 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 cái, cái chất lượng ở cái xe là như vậy vành thì vành chính hãng luôn cũng là Zomansi luôn của hãng nhé các bác nhé lốp zin nguyên bản từ lúc mới đến giờ cặp Maxip này của nó cực kỳ là là chất lượng luôn đây các bác nhìn tại sao em bảo nó chất lượng Các bác nhìn đây em quay cho các bác biết này Mazein Taiwan Nó dập thẳng trên lốp luôn Đây ạ à, Đó Mazein Taiwan nhé Nên tại sao em bảo nó là chất lượng ở cặp lốp này Đó nó còn rất là dày Đây là cát bụi bẩn thôi Chứ không có gì cả Nói chung là cặp lốp này còn rất ok các bác nhé Đấy đây củ phanh dầu đây Grammy Techo Ở dưới củ phanh nó in rõ cả chữ đấy ạ à. Đó Tiếp đến quan trọng nữa là Khung 100% khung đó là khung nhôm cực kỳ là cao cấp các bác nhé riêng đặc biệt của hãng XDS là là khung nhôm khung nhôm X6 đó X6 là sao X6 nó làm theo kiểu công nghệ giống như dạng công nghệ của vỏ máy bay nhưng cái cách thức nó làm cái khung xe đạp nó sẽ khác nhé các bác nhé tất nhiên rồi cái vỏ máy bay nó sẽ là cao cấp hơn cái cách thức nó làm sẽ sẽ kỹ càng hơn còn đây là công nghệ nó giống nhau các bác nhé thì các bác biết là nó cực kỳ là nhẹ và bền đây những cái khung liền cổ đây mà nó không có mối hàn thì các bác biết này. Dây toàn bộ 100% đi âm sườn hết. Các xe thông thường dây đi âm sườn ấy là có cái những cái chốt nhựa ở đây. Chúng ta đi một thời gian cọ đi cọ lại thì chốt nhựa này nó sẽ bị lỏng, nó bị tuột ra. Nhưng đây nhá các bác nhá, nó là bằng nhôm luôn, nó liền với khung. Thì các bác biết cái độ bền nó như nào rồi. Đó, dây bên này cũng thế đây. Đó, zin từ dây XDS nó còn uh, bằng phản quang này nó còn in nó dập ở trên cái dây cái tanh này các bác này. Đó. Đây em quay cho rõ biết Các bác biết này đây Pro này Tất cả uh, tem mát ở trên xe Đều có đầy đủ các bác nhé Đấy size của nó là size 17 Cũng in ở trên khung đây ạ Đó 17 đây Hai bên là hai cái cánh biểu tượng của đại bàng Nó có đây hình rõ ràng luôn đây cho các bác nhé Đây đùi đĩa các bác này Zomansi nguyên chính hãng của, của, của hãng luôn này Đó bằng nhôm các bác nhé Nguyên bản Trục đùi đĩa BB bạc đạn luôn này Đây bạc đạn ngón tay em chỉ nhé Đó em quay nó rõ ràng cho các bác nhìn luôn Củ phanh dầu sau cũng Grammy Techo luôn này Đây Vành sau cũng vậy cũng nguyên bản nhá Romancy chính hãng luôn Đây Huy lăn hoa khóa chân đây Cả bánh trước vành sau Lăn hoa tăm dẹt đây Đĩa sau đây các bác đây Các bác nhìn nó chất không Chất cái lớp titan của nó, nó... Em khẳng định đây là mạ đi Đó nhưng mà nó cực kỳ chất lượng luôn đĩa này đanh lắm mà rắn rắn chắc cứng cực kỳ luôn cái này nhá người chủ trước mua cặp đĩa này rẻ cũng phải vài trăm nghìn cặp đĩa này em nói thật sự với các bác là như vậy rất chất lượng cái đĩa này đây em quay kể cả trên cái thành này của nó các bác nhìn may mayer sau cũng vậy này giống mayer trước cũng chính hãng nguyên bản theo xe luôn đó là mayer lovatech nhá chụp rỗng đây chụp sau bạc đạn đây này bánh cũng bật ti bật tháo mở khóa bằng tay luôn và điều quan trọng ở trên một chiếc xe nữa là xe này là nguyên bản cũng được trang bị củ đề cao cấp của Nhật các bác nhé. Shimano SLX mã là M7000. Đó, M7000 các bác nhé. Đây, nó có khóa đây. Nó có khóa hãm líp đây. Đó là chúng ta là cái khóa hãm líp là nhiều bác không hiểu. Đây, khóa này là ví dụ đi ở tầng 3, tầng 4 là các bác gạt nó lên thì nó sẽ đi vào những chỗ sóc nó sẽ không bị văng lên văng xuống. Đây, líp đây các bác nhìn líp này. Mới hay không các bác nhìn biết này. Từ tầng 1 đến tầng 11 nhé. Vuông thành sắc cạnh từng cái mắt líp luôn Đó và đây xe chính hãng này Là có cả mã vạch đây Số seri Ở trên xe nhá Còn nguyên hết các bác này Đó đùi đĩa bên này đây Zomasi đây Chính hãng này Nguyên bản theo xe bằng nhôm các bác nhá Đây zin từ đĩa luôn này Cả đĩa nó luôn bằng nhôm Con này là 211 các bác nhá Đấy gạt cũng là SLX M7000 luôn Đó Cọc yên cũng zin pata luôn Nguyên bản theo xe Đến cả yên cũng vậy này đó, yên rất chất lượng và mới. Đây. Và được người chủ cũ này cũng nâng cấp lên đôi tay lắm của Rockbook. Các bác biết rồi, nhiều các bác am hiểu về đồ của Rockbook được các bác hiểu nhá. Những đôi tay lắm này không rẻ một chút nào đâu. Cực kỳ an toàn, thấm mồ hôi mà không bị trơn trượt gì nhá. Êm lắm các bác ạ. Đó, đây em quay tổng thành của cả một chiếc xe cho các bác nhìn này. Xe này là size 17 nhá. Bánh 27.5 minh. Đó, em công bố rõ giá trên video cho các bác biết này. Giá em thanh lý là 12 triệu 500 nghìn Thật sự cực kỳ rẻ luôn các bác nhá Mới đang 18 triệu 500 nghìn cơ Chiếc xe này theo như em mắt thợ đánh giá Nó còn mới phải đến 90% các bác ạ à. 90% là tính tổng thành nhá Còn xe đã qua sử dụng không tránh được xước sát đâu Đây em quay qua một chút cho các bác biết này Nó xước xước một chút này là không ảnh hưởng Các bác nào am hiểu thì nó không quan trọng mấy cái này đâu Nhưng mà có sai em nói vậy nhá Em quay rõ các bác biết Nó xước xước giam giam như thế thôi Nó không có nhiều đâu đó vâng em xin phép kết thúc video ở đây em cảm ơn các anh các chị xem video ai quý mến em đăng ký kênh ủng hộ tạo động lực cho em để em nhập những con xe đẹp cật là đẹp thật là chất lượng để về phục vụ toàn thể các anh các chị cũng như là phục vụ phù hợp với túi tiền của từng người em xin phép chào mọi người ạ